Kính chào quý vị khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên đang theo dõi chuyên mục Thanh niên số tháng 3 năm 2019. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên cùng xem phóng sự về những điểm nhấn trong tháng thanh niên năm 2019 và huyện đoàn Ba Bể với phong trào thanh niên phát triển kinh tế. Trước hết là một số thông tin đáng chú ý về hoạt động của đoàn thanh niên trong thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn đoàn viên thanh niên, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng mùng 3 tháng 3 năm 1959, mùng 3 tháng 3 năm 2019, 30 năm ngày Biên phòng toàn dân mùng 3 tháng 3 năm 1989, mùng 3 tháng 3 năm 2019, tỉnh đoàn Bắc Cạn và các cơ sở đoàn đã đến thăm chúc mừng cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đồn biên phòng tỉnh Cao Bằng. Tỉnh đoàn Bắc Cạn do đồng chí Nguyễn Thị Huế, Phó Bí thư tỉnh đoàn Bắc Cạn làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lý Vạn, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Ngoài ra, đoàn công tác đã trao tặng quà cho cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng và tặng 1.000 quyển vở cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Bằng Ca, huyện Hạ Lang, tổng giá trị gần 30 triệu đồng. Nhân dịp này, đoàn các cơ quan tỉnh cũng đã đến thăm chúc mừng đơn vị kết nghĩa là đồn biên phòng 75 xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Huyện đoàn Ba Bể thăm hỏi các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng phường Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Huyện đoàn Ngân Sơn tổ chức thăm chúc mừng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, Phục Hòa, Cao Bằng, vân vân. Qua đó nhằm giáo dục ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ tỉnh Bắc Cạn đối với xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 100 hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện và ngày chủ nhật xanh với nhiều phần việc thiết thực. Trong đó, tỉnh đoàn tổ chức 2 hoạt động tình nguyện hưởng ứng ngày chủ nhật xanh, thu hút 200 đoàn viên thanh niên tham gia với các hoạt động như xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo, tổ chức làm vệ sinh, thu gom rác thải. Ngoài ra, các cơ sở đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện và ngày chủ nhật xanh với nhiều phần việc thiết thực, thu hút đông đảo các bạn đoàn viên tham gia. Thông qua các hoạt động đã góp phần nâng cao ý thức cho đoàn viên thanh niên về tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ môi trường sống, công tác an sinh xã hội, kịp thời quan tâm hỗ trợ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vươn lên trong học tập. Huyện đoàn Chợ Đồn đã phối hợp với các trường học trên địa bàn huyện triển khai tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng sống cho thanh niên thiếu nhi năm 2019. Huyện đoàn Chợ Đồn phối hợp với tỉnh đoàn, trường phổ thông trung học Chợ Đồn tổ chức chiến dịch Hoa Phượng Đỏ. Trong đó, một trong những hoạt động tiêu biểu của chiến dịch đó là cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu về phòng chống bạo lực gia đình. Tại chương trình, các em được trang bị kỹ năng sống cần thiết, nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm và năng lực của học sinh trong vấn đề bạo lực học đường. Ngoài chương trình này, các trường học trên địa bàn huyện đều tổ chức các buổi ngoại khóa về các chủ đề tìm hiểu phòng chống bạo lực học đường, chống nạn xâm hại tình dục trẻ em, an toàn giao thông. Thông qua việc trao đổi nói chuyện cùng chuyên gia tư vấn về một số kiến thức, kỹ năng cơ bản về các vấn đề nổi cộm trong xã hội, từ đó giúp các em phòng tránh. Thưa quý vị và các bạn đoàn viên thanh niên, tháng thanh niên năm 2019 với chủ đề Tuổi trẻ Bắc Cạn xung kích tình nguyện vì cộng đồng đã bước sang tuần thứ 3 với nhiều hoạt động phong trào thi đua sôi nổi. Các công trình phần việc thanh niên ý nghĩa thiết thực thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu niên tham gia. Phản ánh của phóng viên chuyên mục. Vừa qua, Ban chấp hành huyện đoàn Chợ Đồn phối hợp với xã Phương Viên tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng thanh niên năm 2019. Ngay sau lễ phát động, hơn 60 đoàn viên thanh niên gồm các cơ quan, phòng, ban, huyện, các xã Phương Viên, xã Rã Bản, xã Đồng Viên đã ra quân dọn vệ sinh, thu gom xử lý rác thải tại khu vực đầu nguồn sông Cầu. Việc ra quân thu gom rác thải góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ, đơn giản nhất như là nhặt rác, đổ rác đúng nơi quy định. Và xã Đông Viên đã phối hợp với huyện đoàn để tổ chức thu dọn vệ sinh quanh khu vực sông Cầu ở địa bàn xã. Và nhân dịp qua cái chương trình hành động này thì tuyên truyền vận động đến tất cả mọi người dân để cùng tham gia để bảo vệ môi trường. Hôm qua tháng hành động thanh niên này thì tất cả các đoàn viên thanh niên đã cũng nâng cao về ý thức về bảo vệ môi trường nhiều hơn. Ra quân tháng thanh niên năm nay, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đều chú trọng thực hiện tiêu chí về xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn và các công việc cụ thể phù hợp với điều kiện, khả năng thực hiện của thanh niên. Trong đó tập trung huy động ngày công của hơn 100.000 lượt thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm khu vực đường làng, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ.
Thông qua các hoạt động góp phần tuyên truyền giáo dục thanh thiếu nhi và nhân dân, nâng cao ý thức, chung tay tích cực xây dựng và bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn. Các đơn vị như huyện Na Rì, huyện Chợ Đồn, đoàn công an tỉnh, đoàn khối các cơ quan tỉnh, đoàn điện lực Bắc Cạn là những đơn vị triển khai hiệu quả các hoạt động này. Cùng với đó, mỗi cơ sở đoàn đăng ký hoàn thành ít nhất 1 đến 2 công trình phần việc thanh niên, thiết thực chào mừng 88 năm ngày thành lập đoàn 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019. Các công trình phần việc tập trung vào lĩnh vực phúc lợi công cộng, xây dựng các mô hình sản xuất kinh tế xã hội tại địa phương. Ngoài ra, mỗi tổ chức cơ sở đoàn chú trọng việc chăm lo, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên như tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối trung học phổ thông, kết nạp đoàn và tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Qua đó khẳng định vai trò to lớn của lực lượng đoàn viên thanh niên xung kích tình nguyện trên mọi mặt trận. Tổ chức giải bóng đá thanh niên huyện Chợ Đồn lần thứ 3 năm 2019 với sự tham gia của 12 đội bóng đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Ngoài ra thì Ban Thường vụ huyện đoàn chúng tôi còn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi chỉ huy đội giỏi, nghi thức đội giỏi đối với các em học sinh khối tiểu học và trung học cơ sở. Song song với việc tổ chức hoạt động lớn thì Ban Thường vụ huyện đoàn đã có văn bản chỉ đạo và tổ chức các hội nghị, các cuộc họp để quán triệt tới các đoàn xã thị trấn, các đoàn cơ quan, các bạn sẽ tổ chức lên kế hoạch tổ chức các hoạt động tình nguyện trong tháng 3 tháng thanh niên này. Ngoài cái chương trình giờ trái đất mà hôm nay để dọn vệ sinh môi trường tại khu vực dọc trục sông Cầu, thì bên cạnh đó thì cái chương trình hoạt động ngày bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thế thì thông qua những cái hoạt động như vậy thì chi đoàn sở công thương góp một phần nhỏ vào cái hoạt động hưởng ứng chung ngày 26 tháng 3 ngày thành lập đoàn. Để tháng thanh niên để lại dấu ấn, mang hình ảnh sắc áo xanh thanh niên, các tổ chức cơ sở đoàn cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và xung kích đi đầu của tuổi trẻ trong mọi hoạt động, tích cực tham gia, đảm nhận công trình phần việc thiết thực ý nghĩa cho cộng đồng. Trong những năm qua, huyện đoàn Ba Bể đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên phát huy sức trẻ, xung kích trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Qua đó đã tạo động lực cho các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trong xây dựng các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, phản ánh của nhóm phóng viên chuyên mục. Đây là khu trang trại rộng gần 1,5 hectare của đoàn viên Phùng Văn Mạc, thôn Cốc Lót, xã Hà Hiệu, một trong những mô hình kinh tế kết hợp cho thu nhập trên 150 triệu đồng một năm. Phùng Văn Mạc cho biết, năm 2013, anh bắt đầu tư trồng quýt, trồng mận sớm, đào ao thả cá và phát triển chăn nuôi. Vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm. Đến nay, vườn cây ăn quả của gia đình đã có trên 150 gốc quýt, mận, ổi, cho thu nhập vài tấn quả mỗi năm. Trên 1.500 m2 ao thả cá, 8 con trâu, bò và gần 100 con gà để có thêm thu nhập và phân bón cho cây ăn quả. Kết hợp từ chăn nuôi xong là cây ăn quả mình tự chiết với ghép lấy thôi chị. Mình duy trì mô hình và phát triển thêm cây ăn quả khác nữa. Ổi, hồng, táo. Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho thanh niên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, những năm qua huyện đoàn Ba Bể đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, tổng nguồn vốn cho đoàn viên thanh niên vay đạt trên 27 tỷ đồng với trên 1.000 hộ vay. Cùng với sự hỗ trợ về vốn, đoàn viên thanh niên còn được định hướng cách thức làm ăn, được chính quyền địa phương tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, mặt bằng đất đai để phát triển trồng trọt chăn nuôi. Đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và sản xuất nông lâm nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Mặt khác, huyện đoàn Ba Bể còn duy trì hoạt động của thanh niên phát triển kinh tế và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi và kinh doanh. Nhờ vậy, đến nay trên địa bàn huyện có gần 54 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, trong đó có 15 mô hình chăn nuôi trâu bò, trồng cây ăn quả, mô hình du lịch cộng đồng có thu nhập trên 80 triệu đồng một năm. Từ phong trào đoàn viên thanh niên xung kích phát triển kinh tế cho thấy, tinh thần lập thân, lập nghiệp, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ miền núi, vùng sâu, vùng xa đang ngày càng lan tỏa sâu rộng. Những mô hình kinh tế của các đoàn viên thanh niên đang góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Đoàn xã rất là khuyến khích các bạn làm kinh tế ở địa phương, đấy, xây dựng các mô hình chăn nuôi vườn ao chuồng và để có thể giúp các bạn phát triển ngành chăn nuôi ở địa phương thì đoàn xã cũng giúp các bạn, hỗ trợ các bạn về tiếp cận các nguồn vốn như là của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tiếp theo là có các chương trình, dự án của bên tỉnh để tập huấn các mô hình phát triển kinh tế thì đoàn xã cũng hướng và cho các bạn đi tập huấn để nâng cao cái khả năng kỹ thuật chăm sóc cũng như là chăn nuôi để đạt hiệu quả. Huyện đoàn Ba Bể có lựa chọn 15 sản phẩm của 15 mô hình tiêu biểu thì cũng đều là những sản phẩm đặc trưng do đoàn viên thanh niên làm chủ và cũng là những cái sản phẩm đặc trưng của vùng miền và đưa vào trong cái kế hoạch xây dựng thực hiện đề án mỗi xã phường một sản phẩm. Và trong cái thời gian tới thì đây cũng sẽ là những cái sản phẩm mà được đoàn viên thanh niên tập trung chú trọng phát triển. Có thể nói với các phong trào tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác, thanh niên sống đẹp, sống có ích, thanh niên lập thân, lập nghiệp đã góp phần xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng, bản lĩnh chính trị, thay đổi nhận thức và hành động của đoàn viên thanh niên trong xây dựng quê hương. Thưa quý vị và các bạn, đoàn viên thanh niên, với chủ đề Tháng Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, ngày 21 tháng 3, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đối thoại trực tuyến với đoàn viên thanh niên cả nước nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019. Chương trình đối thoại trực tuyến giữa Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn với Đoàn viên Thanh niên năm 2019 là hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm nắm bắt thông tin và định hướng hoạt động cho đoàn viên thanh niên trong và ngoài nước trong năm 2019, năm thanh niên tình nguyện, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên đóng góp ý kiến, suy nghĩ, sáng kiến về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đây cũng là dịp cung cấp thông tin, chia sẻ cho đoàn viên thanh niên về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình hoạt động của đoàn hội trong công tác chăm lo giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ. Tại buổi đối thoại, đồng chí Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn sẽ lắng nghe tâm tư nguyện vọng, giải đáp thắc mắc, tiếp thu những đề xuất kiến nghị, hiến kế của đoàn viên thanh niên. Đồng thời, đồng chí cũng thông tin đến đoàn viên thanh niên những nội dung cốt lõi của chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 và tháng thanh niên năm 2019. Tình hình triển khai đợt hoạt động tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác, kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề công tác năm thanh niên tình nguyện 2019. Cuộc thi nhằm tuyên truyền mạnh mẽ thông điệp giới trẻ thử thách bản thân để thay đổi, hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng cùng chung tay vào các hoạt động tình nguyện. Cuộc thi do Ban Thanh niên Nông thôn phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Trung ương Đoàn và Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 2 tháng 8 năm 2019. Vừa qua, tỉnh Hải Dương đã diễn ra chương trình tiếp xúc đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tại hội nghị, các đoàn viên thanh niên đã đề xuất kiến nghị một số nội dung xoay quanh chính sách thu hút nhân tài, chính sách liên kết trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, nguồn vốn hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, công tác bố trí sắp xếp luân chuyển cán bộ đoàn quá tuổi, các cơ chế chính sách cho thanh niên công nhân, thanh niên khuyết tật, chế độ đối với giáo viên tổng phụ trách đội, định hướng nghề nghiệp cho học sinh và những chính sách hỗ trợ đoàn viên thanh niên tiếp cận thông tin lành mạnh trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay. Trước các vấn đề đặt ra tại đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đã yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và địa phương phải đưa ra những hành động cụ thể, có những giải pháp phù hợp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho tổ chức đoàn. Mong muốn thanh niên phải đi đầu trong rèn luyện ý chí, lối sống văn minh, tác phong công nghiệp, ứng dụng công nghệ vào học tập, lao động, phải có hoài bão, tận dụng mọi điều kiện để rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, hội nhập mạnh mẽ với bạn bè quốc tế. Những thông tin trong mục điểm tin thanh niên đã khép lại chuyên mục Thanh niên Bắc Cạn số tháng 3 năm 2019. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này kỳ sau.